Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vợ Bầm TV. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách may khẩu trang trẻ em với mẫu từ chính bàn tay của trẻ. Trước tiên, để may chiếc khẩu trang với mẫu từ bàn tay của trẻ thì bạn bảo trẻ đặt tay lên tờ giấy nhé. Và mình sẽ bảo trẻ xòe hết cỡ bàn tay ra. Mình sẽ lấy đến phần cổ tay của trẻ. Mình vẽ lên và mình đánh dấu 4 đầu ngón tay nhé. Đó là ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón úp. Sau khi đã sang dấu xong thì mình bắt đầu vẽ mẫu lại cho chuẩn hơn nhé. Mình đánh cong 4 điểm đầu ngón tay của trẻ ban nãy mình đã đánh dấu. Mình chỉnh lại một chút cho đẹp nhé. Và chiều dài của khẩu trang là 13,5 cm, tức là mình lấy đến phần cổ tay của trẻ. Và chiều rộng là bằng 4 ngón tay của trẻ xòe hết cỡ. Và bây giờ mình sẽ cắt mẫu nhé. Cắt mẫu xong thì mình sẽ được một chiếc dập khẩu trang như thế này. Và mình sử dụng một miếng vải. Mình gấp đôi lại. Mình đặt mẫu lên. Và mình sang dấu nhé. Sau khi sang dấu xong thì mình sẽ cắt. Sau khi cắt phần vải chính xong thì mình sẽ cắt đến phần vải lót. Phần vải lót thì mình chuẩn bị những miếng vải mềm mịn để trẻ đeo được dễ chịu nhé. Và mình cũng sẽ sang dấu và cắt giống như phần vải chính. Sau khi cắt xong phần vải thì mình sẽ mang đi may. Mình sẽ may phần cong của khẩu trang trước và mình may đường may là 0,5 cm. Bây giờ mình sẽ lật ra và mí một đường nhé. Và mình cũng sẽ may tương tự như vậy với phần vải lót. Và bây giờ sau khi mí xong thì mình sẽ đặt hai mặt phải của phần vải lót và phần vải chính vào với nhau nhé. Sau đó mình sẽ bao khẩu trang. Mình bao và mình để hở hai đầu nhé. Mình may đường may là 0,5 cm. May thì mình đặt hai cái sống, tức là hai đường mí hồi nãy mình mí đấy, đặt thẳng vào với nhau nhé. Sau khi bao xong thì mình sẽ lộn phần khẩu trang ra. Mình sẽ dùng ghim để ghim hai phần sống lại để mình mí dễ hơn. Các bạn lưu ý là khi mí thì mình vét hết phần vải ra, không để phần vải đọng ở bên trong nhé. Trong khi mình mí thì mình mí với đường mí bằng một chân vịt. Vậy là mình đã mí xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu may đến phần để luồn quai nhé. Mình sẽ gấp vào 2 lần tại vì vải này bị tưa. Mình sẽ gấp vào 1 cm nhé. Và khi may thì các bạn lưu ý là lại mũi thật chặt để cho mũi chỉ không bị bật ra nhé. Cuối cùng mình sẽ luồn dây thun nhé. Dây thun mình chuẩn bị 2 đoạn dây dài 20 cm.
và mình sẽ luồn phần dây thun qua đây. Sau đó mình sẽ cột phần dây thun lại. Và mình sẽ giấu vào bên trong. Bên kia mình cũng làm vậy nhé. Vậy là mình đã hoàn thành chiếc khẩu trang cho con để đi học trong mùa dịch rồi. Nếu mẹ nào có cách làm hay hơn thì hãy comment chia sẻ xuống bên dưới để mình và mọi người cùng học hỏi nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.